Rồi, xin chào tất cả anh em. Hiện tại là đang có mặt ở cửa hàng siêu thị Don Mega Don Quixote. Cái siêu thị này giống như Don Quixote thì mục tiêu tệ thì ở đây khá là rẻ, đồ ở đây khá là rẻ. Bình thường cà chua ở đây đắt lắm, nhưng mà ở đây một sen một thùng 200.000 một thùng, khá là nhiều, rẻ hơn ở các siêu thị khác này. Đây, dưa hấu không mua thôi chứ, dưa hấu rẻ. Siêu thị này là mới mở ở khu gần nhà mình. Đấy, anh em nào mà có ở gần siêu thị thì ra đây mua đồ khá là rẻ. Bao nhiêu? Thích ăn thì mua. Cái siêu thị này khá là rẻ. Ở đây hôm nay là chắc là mới mở, cho nên là cực kỳ là đông. Đây là dưa bở. Dưa bở 490 mấy đồ. Ở đây thì là bà sẽ cho ăn thử nhé, ăn thử thoải mái miễn phí. おいしいですか?おいしいおいしい。 甘い。 はい、 ありがとうございます。 ね。 あ、 スイカこんな。 すごい。 あ、 おいしい。 あ、 おいしい。 甘い。 甘いね。 うん。 どうぞ、 これね。 うん。 ありがとうございます。 はい、 またね。 ありがとうございます。 ありがとうございます。 おいしい、めっちゃうまい。 có khi có xoài đấy, từ ra thì xem, cứ đi từ từ thôi. Và đây có bà gọi là nói chuyện khá là vui vẻ. Tại vì cái điện thoại này thì mình đặt ở sau là 50.000. Ờ, chắc là lần sau ra đây mua. Chắc là mở cũng lâu ấy. Mình để ra 50.000 để bảo là sau mày để nhiều tiền ở đằng sau thế. Tại vì tiền Việt Nam là số nó to mà. Thế là bà hỏi là giá tiền của Việt Nam là giá tiền theo tiền Nhật là bao tiền. Mình bảo 250.000, bà giật mình. Xoài đây thì khá là đắt, 500.000, 100.000 quả này á. Nhưng mà ăn ngon đấy. Nhưng mà xoài mềm. Lemon đắt nhỉ, chanh nhỉ. Lemon là chanh nhỉ. Đâu? Chắc là nho ngon đấy. Mình thì nó mới thế. Đây là bán rẻ này, các siêu thị kia sẽ ngó. Thế mà cô Sumozu vẫn vào ghê, nhiều ghê này. Vào này có nhiều đồ rẻ thôi. Cái này nó bán 38, chắc là 38.000 trong ngày mà 100.000 38.000. Thôi, vừa hôm trước mua rồi. 38.000 100.000. Siêu thị này, khu siêu thị mới mở. Rất là to. Đồ ăn cực kỳ là nhiều luôn. Chắc là trứng mặt nhỉ. Mua một vịt dưa chuột này, vịt dưa chuột này tầm 60.000, cái dưa hấu này tầm 80.000. Nếu anh em mà mới sang Nhật đi thì mua trứng vịt cái này khá là rẻ, có khi rẻ hơn Việt Nam. Tại vì 98 yên thì tầm của nó 20.000 được 10 quả thì là chính là 2.000 một quả, quá rẻ. Xin quá này, xin quá. Hôm nay là trong đến là tuần lễ vàng bên này được nghỉ 10 ngày cho nên là người dân ở đây đi mua khá là đông. Cái này khác gần như là siêu thị ở ấy đấy, Costco đấy. Siêu thị này gần như là giống như là một siêu thị Costco thu nhỏ của khu này. Siêu thị Costco thì bán nhiều đồ hơn, nhưng ở đây thì bán là ít đồ hơn ít. Nhìn như là hội, như là ngày hội ở Việt Nam. Bây giờ trẻ con xinh quá. Đây là một miếng cá rán này. Đây có chữ hăng cửa này giảm được này, 231 yên thì giảm một được là 100 bao nhiêu rồi này. Khá là rẻ. Thịt này thịt gà. Thịt này giống của Brazil, sausage của Brazil đúng không? Bên bao tiền? Vịt xiên ba. Thế rẻ. Vịt này xiên ba này. 508 thì ở kia là 650, rẻ hơn nữa. Cho nên là anh em sang Nhật ấy, thì cũng phải biết đi tìm xem siêu thị nào rẻ thì mình mua. Cái tay đầu này to thật. Không nhỏ một cái bàn tay luôn. Mấy cái mà, 4 cái mà. 4 cái không hết. 4 cái chập vào đây. 4 cái tay lận. Rẻ thật. 1 cân. Mua tay lận để làm giò tay. Xương này, xương rẻ không? Xương này thì ít thịt lắm. 500 yên. Nhưng mà xương này chỉ ninh thôi. Cái xem cái xương bên cạnh này. Xương này nhá nào. Cũng thế, nói chung là giá chỉ khoảng 600 yên thôi. Mình mua về kiểu làm lẩu nước các thứ nhỉ. Cũng được đúng
Trẻ con của Nhật thì khá là nhiều, nhìn nhiều cực luôn. Bịch này có vòng sen mà thịt đấy thì nhân đây khu vực của mình đang sống thì khá là nhiều người Brazil nên là đi ra đây gặp khá nhiều người Brazil. Thịt bò ở bên này thì ăn không bằng ngon bằng Việt Nam, nhưng mà nhìn bò này tươi mà nhìn ăn thì mua thôi. Tất nhiên là đi bộ. Thì đặc khu ở quê cho nên là ít gái sinh rồi. Ngày xưa sống ở Osaka nhiều gái sinh lắm, nhưng bây giờ đến khu quê này ít gái sinh lắm. Cái visa to thế. Cái này visa thật đấy chưa đúng không? Đây là bánh visa này. Như cái này là thật đúng không? Bây giờ mình thấy visa to đúng không? Trên đường 2 có mà. Không biết trên đường 2 có cái gì. Gạo đây nát xương xương. Gạo đây không rẻ. Nãy bà bảo là chúng mày mua miếng dưa hấu bảnh thế, chúng mày ăn hẳn miếng dưa hấu kìa. Yeah. Hết làm sao được này, hôm nay gặp mấy chục mấy ăn đèn. Nó hết rồi. Không nhiều hoa quả nữa. Củ sồi nước giặt đây bán hết luôn, bán phát hết luôn vì rẻ quá. Xem giấy vệ sinh đắt. Bỉm nước, bỉm của trẻ con như thế này. Giấy ăn. Có phải mua một hộp giấy ăn này không? Nhưng hộp này 3 hộp. 3 hộp giấy ăn. Đắt nhỉ. 3 hộp này thì đắt hơn ở trong miếng. Đúng không? Một cái hộp này được. Đúng không? Một hộp giấy ăn này. Một hộp đúng không? Thì chỉ nhá. Đúng không? Lấy một cái đấy. Không, về nhà thích nhất là hộp này nhé. Cho trong bụng. Khá là nhiều đồ rẻ. Được. 58 yên một đôi đũa. Kabuki. Kabuki. Son chảo đầy đủ tất cả. Siêu thị càng to càng rẻ thế nhỉ. Đúng không? Đây là đây sau lại gặp đội Việt Nam anh em. Thế nào cuối cùng vẫn gặp đội anh em Việt Nam. Đây nhiều người Việt Nam lắm. Nhưng mà tôi gặp phải đúng đội cùng công ty của mình. Nhưng mà họ đang say sưa và không biết gì. Giờ mình ra xem gọi điện không nhận nghe. Ôi dồi ôi. Thôi xem họ có nhận ra mình không. Xem bao nhiêu giây. Họ không nhận. Quay trường. Cuối cùng thì họ đã nhận ra mình. Ăn định ăn lảnh nhưng mà không thể ăn lảnh được. Không thể thoát nổi rồi ăn lảnh này. Thôi anh này có hẹn rồi. Không phải thế. Có hẹn nó đi thôi. Sẽ điện rồi. Đến thì mang về dạ. Lúc này đạp qua sông rồi, hết điện rồi. Cuối cùng bắt gặp toàn đội cùng anh em công ty. Đó là tất cả anh em. Cái tí này là nhiều. Không, bây giờ về nhà thôi. Tối nay mua này mất mấy triệu rồi. Mua khá nhiều đồ. Xe toàn chưa ấy nhá. Hả? Xe kia củ chặt. Ui tí đéo xe đéo đâu hết điện cho cả bạn. Sàn đâu? À thôi, củ chặt đủ rồi. À xách cái này sang gì? Một bạch thoải mái, đi đâu thì thôi. Dưa bở. Bà vừa cho thử không? Dưa bở ngon lắm. Nó cũng trắng trắng ấy, ăn ngọt cực. Bà cho ăn thử. Bà vừa cho ăn thử. Nào. Giờ là ra lên đón. Ơ đây là thẻ gì này? Manichikai. Cái này là rẻ hơn này. Thế như là có thẻ là rẻ hơn đấy. 300 Boeing độ mua này. Vô xe chai gì đấy. Tức là có thẻ đấy thì được giảm 300 yên. À được khoảng 300 yên Boeing. Cuối cùng đội đi ăn lảnh lại gặp. Không biết trên tầng 2 này có gì. Tầng 2 quần áo mà. Nhìn thấy quần áo kìa. Không có gì. Ra là ra thanh toán tiền không. Gọi đây ăn tiền khá là đồng. Khá là đồng. Nào có tiền không người ta lại còn làm hơi này. Thế nhưng mình đứng đây thanh toán được mà. À chỗ kia tê gì rồi. Ở quê thỉnh thoảng có em nhặt xinh bét này. Nhưng kia cao đó.
khu này khá là nhiều người Việt Nam mà hôm nay chưa gặp mình đã làm trong sổ. Em kia lại bảo không xinh đi, sáng trẻ xinh lắm. Thì nhưng mà đăng ký, liệu mình đăng ký được không? Em đăng ký chắc là được. Nếu anh em mà đăng ký thẻ ở đây thì sẽ rẻ hơn. Đăng ký đi, em đăng ký xem đăng ký được thì đăng ký đi. Thôi giảm 1 xin. Bên này là rất có hay, có chương trình gọi là tích điểm ý. Bên này anh em mà đăng ký thẻ tích điểm thì là sẽ có rất là nhiều tiện lợi. Đây là đăng ký thẻ thì là chỗ mới đăng ký thẻ có đội Brazil như thế. Đây là đăng ký thẻ tích điểm này thì rất có nhiều lợi nhé. Mua 100 yên là được 1 điểm. パスポートと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 パスポート
siêu thị gì ở Việt Nam. Ui, xe tít đằng đến tận đằng kia rồi. Mấy trăm xe mất. Hơn cả rộng hơn cái hồ hồ Biwa. Toàn cảnh quá rộng. Ok, chào tạm biệt anh em nha.